U22 Việt Nam đấu tập câu lạc bộ Viettel. Vào lúc 17:30 phút ngày 24 tháng 7, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với câu lạc bộ Viettel. Đây được xem là trận đấu bổ ích của U22 Việt Nam nhằm giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có những đánh giá chính xác về năng lực của các học trò, đặc biệt là những gương mặt mới lần đầu được triệu tập lên tuyển U22 Việt Nam. Ở đợt tập trung trước, U22 Việt Nam cũng có trận đấu tập với U18 Việt Nam. Kết quả chung cuộc, U22 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 1-0. Cập nhật đội hình ra sân. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu này.